Ngọc Sơn là một cái tên không còn xa lạ đối với những người yêu nhạc Việt Nam ở trong nước cũng như hải ngoại. Anh được biết đến với các danh xưng như Hoàng tử Nhạc Sến, Ông Hoàng Nhạc Sến và Michael Ngọc Sơn. Nổi tiếng là một người nhiều chiêu trò quái dị, cùng tính cách có 102, nhưng không thể phủ nhận Ngọc Sơn là một trong những ca sĩ có dòng nhạc luôn lôi cuốn người nghe. Những bản nhạc do anh thể hiện như Đêm Cuối, Tình Cha, Giận Hờn, Vầng Trăng Cô Đơn v.v. vẫn luôn động lại mãi theo thời gian. Trải qua hơn 20 năm gắn bó với con đường nghệ thuật, với giọng hát trời phú, hiện tại Ngọc Sơn đã đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp. Anh đã để lại nhiều ấn tượng cho những người nghe anh hát và cả những người được anh giúp. Nổi tiếng là thế, nhưng ít ai biết được rằng trước khi chạm đến thành công, quãng đường mà Ngọc Sơn đi cũng lắm gian nan và đói khổ. Không ai có thể phủ nhận những ồn ào tai tiếng trong cuộc đời của ông Hoàng Nhạc Sến. Dù đúng hay sai thì thiếu chúng, công chúng sẽ không có một Ngọc Sơn như ngày hôm nay. Ngọc Sơn tha thiết kêu gọi tất cả đại gia đình tại Việt Nam cũng như hải ngoại luôn luôn yêu thương, trân trọng và dành những tình cảm thật đặc biệt cho những cô gái quê và những người miền quê. Gái quê. Chỗ này diễn hơi xa, khớp quá, khớp. Gái quê, gái nghèo nhà quê, vốn thật hiền ngoan ăn nói nhẹ nhàng. Gái quê, đức hạnh đoan trang, sớm chiều đảm đang mưa nắng em không màng. Tuổi tròn đôi tám, xinh thắm như mơ, biết bao trai làng ngẩn ngơ. Ca sĩ Ngọc Sơn sinh ngày 26 tháng 11 năm 1970 tại Đồ Sơn, Hải Phòng. Cha của Ngọc Sơn là Phạm Ngọc Thanh, cựu hiệu trưởng trường sinh viên miền Nam thời kỳ kháng chiến, đồng thời là trưởng đoàn văn công quân khu. Còn mẹ của Ngọc Sơn là một cô giáo ở Hải Phòng, quê gốc ở Đà Nẵng. Năm 1954, ông tập kết ra Bắc tại Đồ Sơn. Hai ông bà đã nên duyên và sinh liền một lúc 4 người con. Thuở nhỏ, Ngọc Sơn sống cùng với bố mẹ ở thị xã Đồ Sơn. Cha mẹ làm nghề giáo, nhưng Sơn chỉ mê ca hát. Anh chia sẻ rằng, từ nhỏ anh đã có tính hiếu động, luôn quyết tâm thực hiện bằng được những ước mơ. Ba mẹ có ý khuyến khích các con theo nghề giáo, nhưng Ngọc Sơn lại chọn nghề diễn viên. Ba của Ngọc Sơn là nhà giáo, nhưng bản thân ông lại xuất thân trong một gia đình nghệ sĩ, có truyền thống yêu ca hát và nghệ thuật. Ngoài việc dạy học, ông còn làm thơ, sáng tác và biểu diễn nhiều ca khúc mang nhiều làn điệu dân ca Quảng Nam, dân ca Nam Bộ, ca cổ, tuồng, cải lương và hò khoan vấn đáp. Có lẽ được thừa hưởng gen nghệ sĩ của bên nội và thường được nghe bà hát, nên chị em Ngọc Sơn cũng có giọng ca tốt, thích ca hát ngay từ tuổi nhỏ. Riêng Ngọc Sơn thì lại rất thích để móng tay, để tóc dài và mặc áo cổ cao, may bằng vải bóng để giống những ca sĩ thời ấy. Chính vì thế, cho đến nay, Ngọc Sơn đã quá nổi tiếng khi là một chàng ca sĩ có tính cách quái dị, có nhiều chiêu trò không giống ai. Cá tính đặc biệt của anh có thể gây sốc cho nhiều khán giả. Đêm sầu đi trong tôi nhớ, bao thương nhớ chỉ là mộng mơ. Đêm nay tiếng mưa rơi buồn quá, đêm sầu riêng ngài buồn nơi đến bao giờ. Mưa ơi, mưa ơi, mưa gieo sầu nhân thế, mưa nhớ ai, biết người thương có còn nhớ hay quên. Riêng ta vẫn u hoài đêm đêm, mong người đã cách xa. Sinh sống ở miền Bắc nhiều năm, năm 1975, gia đình Ngọc Sơn chuyển hẳn vào Nam sinh sống. Mảnh đất Bạc Liêu là nơi mà cả nhà dừng chân. Mẹ anh làm hiệu trưởng một trường trung học cơ sở, cha anh công tác tại ngành giáo dục tỉnh. Và rồi, những năm tháng ở vùng đất chiếu nôi của dạ cổ Hoài Lang, Ngọc Sơn lại càng khao khát nghệ thuật.
cùng một nhóm bạn, Ngọc Sơn tham gia đơn ca tài tử, ca hát nghêu ngao. Năm 1987, Ngọc Sơn liên tiếp đoạt 5 giải thưởng trong các cuộc thi ca nhạc quần chúng cấp tỉnh và thị xã. Nhờ thành tích này, anh đã lọt vào tầm ngắm của ban tuyển sinh từ thành phố xuống Bạc Liêu tuyển mộ các thí sinh cho trường nghệ thuật sân khấu 2. Khi ấy Ngọc Sơn mới 17 tuổi và đang chuẩn bị thi tốt nghiệp lớp 12. Ngọc Sơn tham dự cuộc thi tuyển sinh diễn viên kịch nói của trường nghệ thuật sân khấu 2. Và chị Thu Hiền, chị gái Ngọc Sơn, lúc ấy đang là sinh viên trường Đại học Y Dược, đã trở thành bạn phụ diễn cho Ngọc Sơn trong một tiết mục kịch câm. Học khoa diễn viên kịch được 3 tháng, Ngọc Sơn đi thi thử nhưng lại thi đậu và chuyển sang học lớp Đại học Thanh Nhạc do Viện Nghiên cứu Âm nhạc tổ chức. Với đồng lương ít ỏi của nghề giáo nên dù rất thương con, mẹ anh cũng chỉ có thể trang bị cho mỗi đứa con một chiếc xe đạp, một cái đồng hồ, vài bộ quần áo và một ít tiền làm hành trang khi bước vào đời. Do đó, đối với một chàng sinh viên nghèo, từ tỉnh lên thành phố như Ngọc Sơn, đến giảng đường với cái bao tử rỗng là chuyện thường ngày. Trả lại em yêu chiếc khăn ngày ngày còn bên nhau ai ân tràn đầy, trả lại em yêu những năm học trò, những đêm hẹn hò ngày ta có nhau. Giận hơn chi em nét mi đượm buồn, giận hơn chi em chúc thêm muộn phiền, giận hơn cho nhau nỗi đau ngập lòng vắng xa thật rồi người ơi biết. Để cải thiện cuộc sống quá chật vật ấy nên chỉ sau mấy tháng học đại học, Ngọc Sơn đã thi vào rất nhiều đoàn ca nhạc, hầu mong tìm được một chân ca sĩ. Trong một lần thi vào đoàn ca nhạc Bông Sen, Ngọc Sơn đã gặp nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện. Ông là một người rất tốt và sống đạo đức, đã chỉ dẫn cho Ngọc Sơn rất nhiều trong nghề và giới thiệu anh đến gặp đạo diễn Phương Sóc, chủ nhiệm sân khấu quận 10. Ngay khi nghe Ngọc Sơn hát, đạo diễn Phương Sóc rất chịu, song ông vẫn không dám cho Ngọc Sơn lên sân khấu vì sợ Ngọc Sơn không có tên tuổi và còn non kinh nghiệm sẽ bị khán giả phản đối. Suốt 6 tháng ròng, ngày nào Ngọc Sơn cũng đạp chiếc xe đạp cà tàng với một bộ đồ duy nhất, chạy đến sân khấu quận 10 và nhiều sân khấu khác để ngồi chờ ca lót. Đợi mãi cho đến một hôm, ca sĩ Verdet không về kịp, đạo diễn Phương Sóc đã cho Ngọc Sơn lên hát chữa cháy. Có một đêm, sau nhiều lần yêu cầu Ngọc Sơn hát thêm không được, khán giả đã nổi loạn, lấy đá chọi lên sân khấu và ban nhạc. Ngọc Sơn phải tạm dừng hát 10 ngày để tình hình lắng dịu. Và sau 2 tuần được nếm mùi vị hạnh phúc hát trên sân khấu, Ngọc Sơn đã sáng tác ca khúc Đầu Tay Lòng Mẹ. Bài hát nhanh chóng được khán giả ủng hộ nồng nhiệt. Bên cạnh đó, Ngọc Sơn còn được ca sĩ Trần Hữu Bích dẫn đi hát cho đài HTV cùng với ca khúc Nhớ. Trả lại cho em, trả lại cho em lời nào yêu thương còn đọng trên môi, và tình ta đó những đêm trăng tàn, để lần sau cuối khi nhìn thấy nhau, để ngày mai đó duyên tình cách xa, tiếng yêu ban đầu còn đâu nữa em. Người đành xa ta bỏ ta một mình, để rồi xa đi cách xa nghìn trùng. Cơn sốt Ngọc Sơn nhanh chóng lan tỏa khắp các sân khấu trong và ngoài thành phố. Chỉ sau một thời gian rất ngắn, từ kẻ ngồi đồng chờ hát lót, Ngọc Sơn đã trở thành một ca sĩ đất xô, ăn khách nhất tại các sân khấu tụ điểm và tại thị trường băng nhạc. Báo chí thời ấy đã gọi Ngọc Sơn là hiện tượng về sự nổi tiếng quá nhanh. Năm 1990, sau gần 2 năm đi hát, Ngọc Sơn đoạt 2 giải ca sĩ trẻ xuất sắc và ca sĩ trẻ được khán giả hâm mộ. Năm 1990, Ngọc Sơn được mời ra Hà Nội hát ở gala mùa thu 90. Đây là lần đầu tiên Ngọc Sơn ra Hà Nội biểu diễn, song đã được khán giả thủ đô nồng nhiệt ủng hộ, vỗ tay hoan hô qua từng câu hát của bài Lòng Mẹ. Các tờ báo miền Bắc đưa tin bài về Ngọc Sơn và còn gọi anh là ca sĩ miền Nam được yêu thích nhất tại Hà Nội.
ngôi sao rực rỡ nhất của Gala 90, Ngọc Sơn đã chiếm được tình cảm của khán giả yêu ca nhạc trong cả nước. Sau khi Ngọc Sơn hát xong bài Nhớ của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, tiếng vỗ tay và la ó của khán giả vang dần. Lúc đầu, đạo diễn Phương Sóc tưởng Ngọc Sơn phản đối đuổi vào. Nhưng sau 3 đêm liên tiếp, xảy ra cùng một sự việc ông mới tin là khán giả đã kết Ngọc Sơn, Ngọc Sơn bắt đầu được hát mỗi đêm một bài. Nhiều khi tôi muốn bỏ đi thật xa, bản thân ngoảnh ngơ như kẻ xa lạ. Người mình bao năm chẳng gói, bây giờ còn rồi gian nhau, mấy ai trong đời yêu thâu. Tiền khô cháy túi, có ai yêu ta? Nhiều khi bỏ đi như kẻ không nhà, đọa đày trong cơn mến đắng. Ôi đời còn làm phong ba, biết bao giấc mộng trôi qua. Lúc nổi tiếng, báo chí nhắc đến, công chúng hâm mộ. Từ chiếc xe đạp sườn ngang, Ngọc Sơn mua xe gắn máy phân khối lớn rồi xế hộp đời mới. Xô diễn chất chồng xếp lịch phải né ngày, né giờ, thậm chí bầu xô đặt cọc trước xuất diễn, tặng thêm tiền lì xì để chỉ hát cho họ. Sơn tậu nhà lầu, rước cha mẹ, chị em lên thành phố Hồ Chí Minh sinh sống, dắt hai em theo nghiệp ca hát. Lúc này, cha mẹ không còn cấm đoán chuyện Sơn hát sướng nữa. Chẳng ai có thể khuyên ngăn nổi những bước đi của anh. Một số bài báo thời đó đã góp ý anh về cách biểu diễn, công luận cho rằng phong cách trữ tình không thể chấp nhận được việc nhảy múa như nhạc rock. Nhưng Ngọc Sơn lại cho đó là một ưu thế của mình, vì vậy anh đã bị xem là ca sĩ ngông cuồng. Sự thành công quá lớn, quá sớm khi tuổi đời hãy còn quá trẻ ấy đã có lúc khiến Ngọc Sơn thành một con ngựa bất kham bởi tính ngang bướng. Scandal lớn nhất và cũng là tai nạn lớn nhất trong cuộc đời, trong sự nghiệp của Ngọc Sơn chính là các vụ tai tiếng xảy ra đầu những năm 1990. Trong đó có một vụ đến dự buổi tiệc sinh nhật thác loạn của một Việt kiều ở Mỹ về nước mà báo chí bấy giờ vẫn thỉnh thoảng nhắc tới. Ngọc Sơn cho biết anh cũng hết sức lo ngại cho sự xuất hiện chẳng đúng lúc của mình. Bởi vì Tân là một kiến trúc sư đang thiết kế và làm nhà cho Ngọc Sơn. Việc anh đến gửi tặng cây guitar, sau đó ra về nhưng vẫn bị cho là trụy lạc, đã thật sự trở thành một nỗi ám ảnh và cho anh nhiều bài học về các mối quan hệ trong cuộc sống. Yêu anh đi nhé, người tình ơi, hỡi em yêu em của anh. Yêu anh đi nhé, đừng ngại chi, mình sẽ cho nhau những cuộc gì. Hãy đến gần, hỡi em yêu em của anh. Hãy đến gần, mãi bên nhau không rời xa. Bên cạnh sự kiện bữa tiệc sinh nhật thác loạn thì một sự kiện tẩy trời khác đã xảy ra xung quanh cái tên Ngọc Sơn vào năm 1993 khi anh tham gia thu âm một số bài hát chưa được phép công bố. Anh bị kết án tù 8 tháng 12 ngày và bị cấm hát 2 năm. Ngọc Sơn tâm sự, thời gian này anh thực sự khủng hoảng tinh thần. Sự ngu ngơ của anh đã phải trả cái giá quá đắt. Một số đầu nậu đĩa về nước mời tham gia thu âm, anh không kiểm tra những ca khúc ấy có được Bộ Văn hóa Thông tin cấp phép lưu hành hay chưa đã thu bừa. Tính hiếu thắng đã khiến anh phải trả cái giá quá đắt. Trong suốt thời gian Ngọc Sơn bị giam, ba má anh rất khổ sở, nhưng ông bà vẫn là niềm động viên lớn nhất của anh. Bản thân Ngọc Sơn biết mình có tội, đã làm cho cha mẹ buồn, anh lao vào học ngoại ngữ để có thể bù đắp những lỗi lầm và tin tưởng sẽ được mọi người tha thứ. Rời trại giam, Ngọc Sơn khác hẳn trong mắt bạn bè về một con người không còn muốn chứng tỏ mình là số một. Anh làm lại từ đầu với việc lao vào sáng tác các ca khúc Tình Cha, Lòng Mẹ cùng tên với ca khúc Lòng Mẹ của nhạc sĩ Y Vân, Tình Mẹ v.v. được khán giả hết lòng đón nhận bởi sự chân thành của anh về hai đấng sinh thành đã quá khổ sở do sự nổi tiếng của con trai. When I feel the time is right,
And you're staying by my side. And the love you give to me makes my heart beat. When my fantasy flying away, but my feeling make me stay. I see the fire in your eyes, makes my heart beat. Do it, we still do it, night and day. You're my all-time lover. Do it, we still do it, anyway. Like there is no other. Touch my touch. You're my all-time lover. Come under my cover. Vào thời điểm bắt đầu lại sự nghiệp, sức hút của Ngọc Sơn quá mạnh. Phần vì anh vừa được trả tự do, phần vì sự thay đổi phong cách nên được các show diễn về với anh dày đặc. Sân bãi tổ chức đại nhạc hội treo tên anh có suất thu hút 10.000 người xem ở các tỉnh miền Tây. Sơn tập hợp những bài hát hay và ra mắt album ca nhạc đầu tiên. Thời đó CD Tiếng Hát Ngọc Sơn được bán với giá 36.000 đồng và tiêu thụ hơn 800.000 đĩa. Năm 2015, ca sĩ Ngọc Sơn đã quyết định sau khi chết sẽ hiến xác cho y học. Khi đó, khi được hỏi vì sao lại tặng xác cho viện, Ngọc Sơn tâm sự, à có gì đâu, chiều nay rảnh, không có chuyện gì làm, đùa cho vui và nhẹ nhàng hóa mọi chuyện như vậy. Còn khi đã đâu vào đấy trở về, hỏi anh một lần nữa thì anh nói nửa đùa nửa thật. Chính vì cách nghĩ về thân phận con người, dù thế nào cũng về với cát bụi, trả nợ đời thôi, người ta đã cho mình quá nhiều, giờ coi như mình đền đáp lại, mà có gì to tát đâu. Có thể nói, Ngọc Sơn là một hiện tượng khá khó lý giải trong showbiz. Ngọc Sơn vướng không ít những scandal mà nếu những ca sĩ khác gặp phải, có lẽ sự nghiệp đã bị hủy hoại. Hiện tại, được biết như thông lệ, cứ đến dịp sinh nhật mình là Ngọc Sơn và gia đình lại đứng ra tổ chức phát gạo từ thiện cho người dân. Từ sáng sớm, nam ca sĩ đã tất bật chuẩn bị mọi thứ để buổi phát gạo được diễn ra thuận lợi.